chào các bạn tin nhanh 24/7. Tin tức an ninh nổi bật nhất 24 giờ qua, ngày 3 tháng 2. Ông lão đánh người tình không mắc gì ghen tuông. Ngày 1 tháng 2, tòa án dân huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vũ, 66 tuổi, ngụ Trường An, Vĩnh Long 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, ông Vũ lập gia đình sống bằng nghề chạy xe ôm. Một lần chở khách, ông Vũ làm quen với bà Hương, 59 tuổi, ngụ huyện Long Hồ. Người phụ nữ này sống đơn thân. Ông Vũ nhiều lần tán tỉnh khiến bà Hương siêu lòng. Những lúc rảnh, người đàn ông này hay tới luôn nhà bà người tình để quan hệ thân mật. Nhóm nhân viên cây xăng móc túi khách hàng ở Hà Nội đã bị phạt tù. Chiều ngày 1 tháng 2, sau khi xét xử sơ thẩm, tòa án dân Hà Nội đã tuyên phạt đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh cùng với 15 bị cáo nguyên là nhân viên cây xăng, cán bộ công ty xăng dầu khí đốt Hà Nội về tội lừa dối khách hàng. Quá trình điều tra, biết việc gắn chip điện tử lên các cột bơm xăng là An Giang với lượng xăng bán ra cho khách hàng từ tháng 4 đến tháng 5 2014, Trần Thanh Trình, Nguyễn Mạnh Hà cùng là ca trưởng cửa hàng xăng dầu Trần Khắc Trần bàn với cửa hàng trưởng là Nguyễn Thị Hồng Hạnh lắp gấp thiết bị chip lên những cột bơm xăng này. Hạnh, Trình và Hà đã rủ thêm những nhân viên của ca của mình đã mỗi người góp thêm 7 triệu đồng để mua con chip này gắn những cột bơm xăng. 10 nhân viên không ngần ngại góp tiền, riêng Hạnh được miễn góp tiền. Vụ tài xế chết trong cabin, từ khi con bị bắt, vợ chồng tôi không dám đặt chân ra đường. Chúng tôi đã tìm tới thôn Thiệp Đáp, huyện Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương, một trong những buổi sáng trời mưa gió, từ khi Nguyễn Minh Liên đã bị bắt về tội giết tài xế ô tô, cướp đi 34 tấn thép. Ngôi làng nhỏ thơ mộng không lúc nào ngớt những lời bàn tán xôn xao về vụ án mạng kinh hoàng đó. Đến tận bây giờ tất cả một việc đã ngã ngủ, nhưng người dân ở đây không hề tin được Nguyễn Minh Liên là thủ phạm sát hại tài xế cướp đi 34 tấn thép. Sở dĩ có sự lạ lùng như vậy bởi trong con mắt người dân làng này, Nguyễn Minh Liên là một người rất chuẩn mực về sự hiếu thảo, một người con ngoan hiền, một người ta chuẩn mực yêu thương con. Được sự tận tình của những người dân địa phương, chúng tôi tìm được nhà của ông Nguyễn Văn Ca, 58 tuổi, và bà Phạm Thị N, 58 tuổi, là hai người thân sinh ra Nguyễn Minh Liên. Hai phụ nữ chém gió chạy trường công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng. Hai tượng trong vụ án tên là Trần Thị Hồng, 62 tuổi, Nguyễn Thị Lý, 64 tuổi, đều trú ở thôn 5, xã Hòa Thắng, thành phố Bình Thuận. Trong quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an làm rõ, từ năm 2001 đến 2015, Hồng nói với Lý là có quen biết rất nhiều người có chức vụ đang công tác tại các cơ quan tỉnh Đắk Lắk và trường trung cấp cảnh sát nhân dân 4 ở Đồng Nai nên có thể xin hoặc vào học trường này mà không phải thi qua tuyển. Lý đồng ý rồi trực tiếp liên hệ với những hồ sơ tiền của nhiều người. Trong khi người bị hại hỏi Hồng đã làm giả quyết định tuyển dụng và thông báo giấy nhập học đưa cho họ tạo sự tin tưởng để tiếp tục chờ và lấy thêm tiền của họ để tiêu xài cá nhân. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhé.